Vì Vietjet quý 1 lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, tăng lần lượt 38% và 209% so với cùng kỳ năm 2023. Tăng giá vé hả em? Ủa mày Hoàng và Hoàng Vũ Linh làm trong hàng không cho anh hỏi coi sao giá máy bay mắc quá vậy em? Giờ tại sao để cho người Việt Nam mà từ 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 Việt Nam bay qua Thái Lan xong rồi từ Thái Lan bay ra Hà Nội gắt vậy em? Trong toán học bây giờ đường thẳng nó mắc hơn đường thẳng nó dài hơn hơn gì quên rồi. Định lý gì tam giác giờ là gì? Một một cạnh mà lớn hơn tổng hai cạnh còn lại cộng hả? Chi phí thuế phí trong giá vé ở Việt Nam cao quá anh. Bậy à, báo đã nói rồi không có cao nha. Sao vậy anh Duy thông não giúp em vạ. Em tưởng có ít người bay nên giá vé đã đủ để duy trì chi phí. Không, tao đâu biết, tao hỏi mà. Ít người bay mắc cớ gì, tại sao phải bay từ ở bên Sài Gòn đi qua Bangkok xong rồi từ Bangkok đi qua Hà Nội? Thằng đó chắc rảnh. Nếu mà em nói ít người, tại sao có thằng đó? Thằng đó nó nhu cầu đi Hà Nội mà. Case study nó ghê quá, lạ quá, anh không biết, anh hỏi em mà. Tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam ngày càng tăng, anh Duy nghĩ sao? Đất nước càng phát triển thì tỷ lệ ly hôn càng tăng. Phát triển tới độ như Elon Musk vậy. Không biết vợ ở đâu, con ở đó. Chuyện nó phải chấp nhận thôi, mày cản chả được. Quyền mưu cầu hạnh phúc. Làm cách nào để hồ sơ mình được ưu tiên ở lãnh sự quán Mẻo anh? Tao cũng biết luôn. Ở lãnh sự quán Mẻo anh chưa thấy cái sự ưu tiên là gì luôn á. Trừ khi chắc em 90 tuổi. Em 90 tuổi vô thấy em là khỏi guideline đi thẳng vô luôn. Ý là nhập cư rồi nhập cư kiểu leo tường rào với băng rừng lội suối đó anh. Thì mày thích trải nghiệm thì mày đi. Hỏi anh làm gì gài hả mày? Cuộc đời là 18 tuổi hết rồi, cảm thấy đúng thì chơi thôi à. Đừng vô hỏi anh, theo những cái tương lai định mệnh của đời mày. Tao cản thì mày nói là tại sao anh Duy dẹp đi mộng làm giàu của em. Rồi tao ủng hộ mày giữa chừng mày leo rồi mày leo tường mày té mày gãy giò. Mày nói tại sao anh Duy xúi, đâu được. Sao UK hạ được gì? Báo giới, thế giới cũng đăng mà Israel thấy im quá anh Duy. Israel đánh trong bí mật không ai biết gì hết trơn á. Tại vì bên kia quýnh tốc độ mà gọi là tốc độ xưa, nhìn mà pha phim bằng ảnh gì, pha phim bằng ảnh rộng mà chậm nữa thì nhìn được. Còn còn cái kêu của Israel đánh nhanh quá nhìn kịp. Hi everyone, bữa giờ em đọc về Thụy Sĩ xưa chơi và giữ tiền cho Đức rồi lụm một mớ sau chiến tranh luôn anh. Lụm mớ giữ cho em, lụm mớ hay là Đức nợ Thụy Sĩ mày? Mỹ giờ không cản được Israel tấn công Rafah thì Mỹ có phải mất uy tín hơn trước không anh Duy? Không, Mỹ uy tín vẫn như xưa mà tại Israel cứng quá, Mỹ không control được. Philippines nó cho Mỹ đặt tên lửa Tomahawk kìa anh, không lẽ sắp chiến tranh hả anh? Sắp chiến không chiến thì mình làm được cái gì? Mỹ hay Đài Loan làm chip bán dẫn tốt hơn anh? Đài Loan làm gia công cho Mỹ à? Tức là Mỹ nắm công nghệ xong Mỹ dạy cho Đài Loan sản xuất. Mỹ sản xuất không tốt ở Đài Loan. Nhưng mà không có Mỹ Đài Loan nghỉ làm luôn. Cuối năm thế giới có gì đổi mới không Duy? Ngày nào cũng đổi mới mày ơi. Thế giới đâu đứng yên chỗ đâu, luôn vận động. Bữa nay là kể như Nga lụm kha kiếp bộ động kha rốt. Ủa mà kha rốt hay kha kiếp như là một cái gì đó, mấy cái địa danh bên mấy nước nó khó nhớ lắm mày mà cũng nhớ nổi luôn á. Rồi nhưng mà ngược lại á, thì Ukraine này gan, Ukraine bữa nay ăn ăn hùm rồi mấy em, lụm Belarus luôn. Bình thường là đem ron nhẹ nhẹ thôi, bữa nay cho bắn pháo luôn. Ukraine giật cọc rồi. Mục đích chính của Nga tấn công vào Ukraine là gì với anh? Theo anh là sĩ diện. Tại vì Ukraine dám nhờn Nga thì là vì sĩ diện là đánh thôi chứ không có vì gì cả. Thật ra đánh xong Ukraine cũng không giải quyết được cái gì hết. Có giải quyết đi chăng nữa là giải quyết theo góc nhìn của một số người thôi. Nếu vì sĩ Nga sẽ bị sa lầy ảnh hưởng kinh tế, sao Nga không nhìn vào Mỹ anh nhỉ? Thì ai biết, cái chuyện của Nga quyết định sao anh biết được em? Giống như chuyện của Hamas đó, tự nhiên đi qua Israel lụm người ta làm chi giờ vậy đó, ai biết mà ông nghĩ gì? Chứ mà nói mà ông nghĩ sai mà ông giận á. Vì thà Nga tấn công vì mục đích xâm lược còn ít ra cái mục tiêu để kết thúc chiến tranh, còn đằng này không lẽ giờ nói xâm lược mẹ, cái chuyện mắc cười chứ mày. Bao giờ phát động chiến tranh người ta cũng ráng ép cái lý cho đúng hết á, còn bây giờ mày nói ép lý sai vậy chết, hiểu không? Không nói được, có những cái không nói được. Em phải hiểu cuộc đời là vậy, nó có những cái thế quốc gia, người ta có thế quốc gia, bản thân em có thế của em thôi. Giờ thí dụ giờ em quen bạn gái đi, rồi nhỏ nó dưới tuổi đi, ok rồi xong rồi vô thế rồi cưới mày, mặc dù tính quen chơi thôi à. Giờ cưới không? Không cưới gặp nhau tại ba chấm. Rồi cái thế của mày đó giải quyết đi. Này có tình gần 100k nhà bất động sản ở Tiwi thành nhà ma, anh Duy nghĩ sao? Đâu 100k, nhiều hơn nhiều. Bất động sản Tiwi thành nhà ma là do dân nghèo không đủ tiền mua hay sao á anh Duy? Thôi mẹ ơi, nhà ma chuyện xưa đất giờ xe ma kìa. Bạn chuyện gì đó mà 10 năm trước. Chuyện xe ma nó hot hơn nhà ma. Cái nhà đó thì gọi là nó sao ta? Nó long lasting hơn. Đó, em biết chữ long lasting không?
Còn cái xe đó thì nó không lo lắc tinh bằng. Macron vừa kêu Israel dừng chiến dịch Rafah, anh Duy nghĩ Pháp có đủ đẳng cấp kêu gọi không anh? Mẹ Pháp xách dép cho Mỹ không nổi, Mỹ chưa tư cách lên tiếng. Em hỏi mấy câu nó dễ quá, anh trả lời nó tầm thường lắm em. Em đồng ý nếu mà nói về thứ nhất là lực ngoại giao và lực kinh tế, lực quân sự thì Nga xách dép cho Mỹ đúng chưa? Khỏi bàn. Ủa Pháp, lộn xin lỗi bạn. Pháp xách dép cho Mỹ đúng chưa? Mà bây giờ ông Mỹ ông nói còn không được, ông Israel kìa. Pháp ngồi đó bú phêm. Không, ông Pháp giờ nó bú phêm ghê lắm em. Ông đòi đem quân qua, ông sanh chính với Nga luôn mà. Đó, Pháp bú phêm dữ lắm. Sau chuyến vi hành này Ti Huy về chơi, hạ giá đồng nhân dân tệ thì Nga có gãy không anh, chứ Nga giữ nhiều nhân dân tệ lắm, không biết. Nói chung giờ Ti Huy bóp Nga chết thiệt chứ không phải giỡn đâu nha. Nên ông bây giờ ông Ti Huy ông chơi ông cầm ít hầu rồi đó. UK yêu cầu tiêm kích mà chưa thấy ai hỗ trợ, anh Duy kể cả ông Mỹ. Nói chung thì cái đó thì ai biết. Thì phải đào tạo phi công, rồi phải có sân bay, đường băng, rồi phải có chỗ giữa mà giữ máy bay, rồi mấy cái đó nó khó. Bởi vì chiến tranh của Ukraine là chiến tranh nhà nghèo, quýnh toàn là mấy đồ cùi cùi không à. Nó còn chiến tranh của Israel á, chiến tranh của Israel là chiến tranh nhà giàu, nhưng mà ổng đi ổng có quay phim em. Nó tóm lại là Israel đi đánh lộn á thì không có nói cụ thể bữa nay bắn hạ cái gì, bắn cái gì đúng không? Nên bạn không biết. Chứ mà ông Israel quýnh lộn mới đồ xịn đó. Ngược lại bên Hamas chả có gì đánh hết. Israel giàu cả tiền lẫn trí tuệ, hơn nữa về lý nó không hẳn sai nên nó là mạnh. Thằng An Hùng này nó chuyện có lý lắm em. Anh đánh giá này được á. Nói về chiến sự khốc liệt, chiến tranh Ukraine thua xa chiến tranh Việt Nam đúng không anh? Này tao không dám nói à. Chiến tranh Việt Nam nó hot hơn ở chỗ là nó có Mỹ nhảy vô. Nhưng mà nói về chiến tranh Nga Ukraine nó cũng khốc liệt lắm chứ không phải giỡn đâu à. Cả thế giới quan tâm luôn. Một đống nước nguyên châu Âu với nguyên NATO cho đồ luôn. Chưa kể Nhật Bản, Hàn Quốc đồ đông, quy mô nó ghê chứ không phải giỡn. Còn chiến tranh Việt Nam của mình đó là có Mỹ nhảy vô. Đó, chiến tranh này Mỹ chưa vô. Mỹ mới cho đồ thôi. Nhưng mà chiến tranh Việt Nam ghê hơn chỗ á là Mỹ quýnh gắt hơn Nga nữa. Mỹ quýnh tàu sân bay kê ở ngoài bờ biển Đông mà nạp mà ke mình đùng đùng trận điểm hủ nữa không, nhớ không? Mỹ nạp ghê lắm, Mỹ nó quýnh kinh lắm. Bởi vì mới thấy được chiến thắng của Việt Nam trước Mỹ là nó vang dội đẳng cấp tới cỡ nào, ngàn đời sau không bao giờ lu mờ. Còn Nga quýnh lại còn hiền hiền đó. Thứ nhất em chưa thấy Nga chơi giải thảm đúng không? Chưa thấy Nga chơi giải thảm. Mà nguyên nhân sao Nga chưa giải thảm thì anh cũng biết đó. Nhưng mà anh không có chắc đúng nên anh không nói được. Theo mấy em tại sao? Còn mấy em qua coi cách đây mà 50 năm mà Mỹ nó chơi cái trận mà Điện Biên Phủ trên không cái kiểu đó đó. Là thế giới này là Mỹ ưu ái Việt Nam lắm luôn á. Chưa có chơi với ai hết. Hồi kỳ chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ đem qua Mỹ qua bỏ bom bên Tokyo đâu tới mức độ đó. Canada vừa viện trợ UK hả, 76 triệu đô. Canada giờ cũng viện trợ UK luôn hả anh? Trời, viện trợ lâu rồi mẹ ơi. Canada người ta viện trợ từ đầu mũi luôn rồi mà cái mỏ người ta không có to bằng Mỹ nữa mày không biết thôi chứ. Sinh viên Harvard đang biểu tình chống Israel, Mỹ nó không sợ nhân tài bỏ đi hả anh? Thách nó bỏ. Độ mà nước nó ổn quá đó qua Mỹ làm gì? Bố láo. Riêng cái gì cái này tao nói thẳng. Cái đó là con đường nó chọn, ông nó bị đuổi học đáng đời. Cái con đường đó là nó chọn. Thí dụ mình nó ủng hộ Palestine có nhiều cách ủng hộ. Chứ không phải nó ngồi đó đem ra đi quýnh công an, quýnh cảnh sát, đốt nhà, đốt tường, đốt bánh xe tùm lum hết. Xong rồi bị đuổi học thì đáng đời ai chứ còn gì nữa. Mỹ hãy vắng chợ mợ vẫn đông, mợ lấy chồng chợ vẫn vui. Nếu mà sống được cái vùng đất đó chả lết xác qua Mỹ. Nói thẳng, giận chịu mày. Vậy sao Mỹ không đuổi tôi nó về nước anh? Luật không cho phép ấy. Luật đâu cho phép, tội gì đuổi? Đuổi có tội đàng hoàng chứ. Bên Mỹ mà nhập cư lậu vô chưa bị đuổi kìa. Tại vì bên Mỹ cái luật nó điếm. Hiểu không? Cái luật nó điếm nên nó phải điếm mà luật cái gì nó lỏng lỏng hay sao á. Nên nó bị mấy con leo tường khai thác. Sinh viên cỡ đó sao làm vậy anh? Ủa đậy mà. Nói chung em đừng có cười, đừng gọi là đừng gì ta. Đại loại á là người ta nó có nhiều cái quan điểm em hiểu không? Nhiều khi nó học thì nó giỏi mà đầu nó bị điên. Nên em gì đó toàn là tin anh. Không hẳn, nó cũng tùm lum lắm đó. Chưa kể có mấy cái xuất học từ thiện nữa. Chứ giỏi khỉ khô gì. Hiểu không? Đi học bên Mỹ là có những cái xuất từ thiện. Sinh viên Mỹ làm chui bị bắt nó trục xuất, còn biểu tình phá hoại nó làm ngơ là sao anh? Đâu ngơ, phá hoại nó nhốt luôn chứ bắt ngơ gì mày? Nói chung á, cái vụ nổi loạn này mà gặp ông Trump ông xử á, mới gắt. Ông Biden này ông xử mấy cái vụ này. Có khi nào ông Trump chỉ diễn để làm cái riêu để đá ghế ông Biden? Không, ông Trump ông phê riêu thiệt chứ gì mà để lỏng gì? Nghiên cứu ông Trump bao nhiêu năm mà không biết ông phê riêu hả? Còn ông Biden á thì ông không có mặn mà với riêu lắm. Ông cũng mặc dù Mỹ là đồng minh với Israel thì chuyện đó ông đổi được, nhưng mà ông không mặn với Israel lắm. Nhưng mà riêng ông Trump
mày đụng tới tao đập mày luôn. Cái vụ như ai răng đợt rồi á, anh nói thiệt á, nếu mà ông Trump làm tổng thống nha, là bèo bèo phải có vài con F-35 đi quậy rồi đó. Hoặc là từ bên Biển Đỏ bắn Tomahawk vô. Ủa lộn, bị vịnh Ba Tư. Giống như cũ làm với Syria vậy đó. Syria họ thờ ông Trump với ai? Thờ ông Trump nó Syria á, cà khịa cái gì đó. Ông Trump ổng đậu, ổng bắn đâu mấy trăm hay mấy ngàn cái Tomahawk vô đó.